Ly đứng cái kiểu gì đấy? Ông bị mù à? Tôi xin lỗi bác. Ô, chào thầy ạ. Ô, thầy đi đâu mà lại qua đường này thế ạ? Tôi có cuộc họp bên xã. Thế bác là ai? Tôi là bố của cháu Uyên, giáo viên của trường mình đấy ạ. Ôi, bố của Uyên. Thế Uyên đi đâu mà để bác đi chợ như này? Dạ, cháu nó đi thi giáo viên giỏi do tỉnh tổ chức. Tôi tưởng là thầy là hiệu trưởng, thầy phải đến động viên các cháu chứ ạ. Ai bảo bác như thế? Đợt này tỉnh có tổ chức thi cử gì đâu. Nhà trường vẫn giảng dạy bình thường mà bác. Thế vậy mà cháu nó bảo là lên tỉnh đi thi 2 ngày. Vậy thì cháu nó đi đâu ạ? Ôi, chuyện này thì tôi không rõ. Cô Uyên có xin phép nghỉ 2 ngày với lý do là bận việc gia đình. Bác thì về hỏi lại cô ấy xem sao. Dạ vâng. Đi đâu về? Con đi thi giáo viên giỏi. Giải mấy? Giải nhì ạ. Mày định nói dối bố mày đấy hả? Đi đâu về? Nói! Con đi với chị Mận. Đi với chị Mận? Đi với con Mận thì làm sao mà phải nói dối? À, chỉ có đi với Giai. Đi với Giai mới cần phải nói dối như thế nhá. Quỳ xuống! Bố! Quỳ xuống! Quỳ! Bố! Con đi thật nhưng mà con không làm gì trái với đạo đức cả. Mày! Bố! Con nói thật mà, con không làm gì để bố phải xấu hổ đâu. Bố, ai xấu hổ này, xấu hổ này, xấu hổ này, xấu hổ này. Mày đi đâu từ hôm qua đến giờ? Đi chơi với thằng nào? Nhà này con Đào nó đã hỏng rồi, bây giờ mày lại định theo nó phải không? Con đi có việc. Việc như em mày phải không? Con thì mất chạy, mất chạy. Ôi, không đánh nữa. Chỉ là công an à? Bây giờ ai dùng đòn roi bác? Thứ nhất là con nhà tiền vào, bổ ra. Cái thằng này, cút. Cháu thấy bác quát to quá. Mà bác là trưởng thôn đánh con cái ở Mỹ lên, hàng xóm dị nghị đấy. Mày còn sang đây để lên lớp bố mày đấy à? À, đi về đi. Con này, từ hôm qua mày đi với thằng nào? Mày đi với thằng nào mày nói ngay nhớ. Thôi bác, bọn cháu đi cả nhóm mà bác. Cái gì? Mày đi với nó à? Vâng. Có cả chị Mận với cả anh Viễn nữa. Thôi chết rồi, thằng mất dạy này. Mày đã làm gì nó cả đêm hôm qua hả? Bây giờ bố mày không dạy được thì tao dạy mày. Ê, con bà thằng khốn nạn này. Mày thật khốn nạn này. Thằng khốn nạn này. Thôi. Bà cái gì? Thằng khốn. Mày đã làm gì con gái tao chưa? Bố. Cháu thề với bác cháu chưa làm gì ạ. Bây giờ cứ loại mày thì thề tốt thì ai tin. Cháu nói thật mà. Cháu mà nói điêu cháu là chó. Có đúng không? Vâng. Chúng mày thề độc đi. Con thề. Con mà làm gì trái với đạo đức, trái với lương tâm, con không là con gái bố nữa. Tôi được rồi. Dù như thế nào chăng nữa thì hai một chúng mày nhá, phải khép khép lại rõ chưa, kín cái miệng kiểu đeo mo vào mặt đấy rõ chưa. Dạ. Tụi thằng kia đi về đi. Nói luôn nhá, con gái tao là đứa con gái chưa có chồng nhá, tao cấm mày từ nay không được bon ben đến gần nó rõ chưa. Vâng ạ. Đi về. Cháu chào bác ạ. Trời ơi. Nè, tôi cũng là trai chưa vợ, cũng là cành vàng lá ngọc bố mẹ tôi nhá. Mà chị Mận thế nào? Mày còn thế nào nữa? Buồn chứ sao? Tự nhiên tôi còn cảm thấy có lỗi đi. Ôi, cái thằng này. Đi về. Thưa cho bác ạ. Bố, con lớn rồi, lại là cô giáo. Bố đừng đánh con nữa. Đi vào.